mình giống như mình là chính họ. Thứ ba cái bà nhân mà làm sao? Mình tưởng là bà cấp cứu, bà cầu cứu chi, bà làm cầu ri. Em tưởng là chiều được khách. Em kêu chị qua, nó kêu ri. Em đó, em còn chiều hơn chị. À, sao em lấy được ba con em bỏ đi luôn. Em không làm được. Lần đầu tiên trong cuộc đời đó, tôi mệt quá đi. Ủa chăm chút, chị có làm không mà nhảy? Cho về rồi. Cái là sôi máu luôn á. Đấy mụn là cho chăm kim. Cái là chăm kim cũng kêu rằng chăm kim mà đều đều rút ra. Ôi trời, mụn nó mồm chăm kim ra rồi. Và nó khó chịu lắm, nó mà giống chửi mặt mình lắm. Bà khó quá, bỏ qua đi à. Mày cho ra về luôn. Lần đầu tiên mẹ em làm một người mà ba em làm ba con cho về luôn á chị. Mày nhìn lấy trước rồi. Nhìn SOS. Nhàn trùm SOS á. Em nói ba gì một người nữa khách nó cho đi về luôn đi. Còn kêu sang chi nữa tự. Em chưa biết. Thiệt. Mà nhắn cũng chịu tính nhận lại nghe. Tính nhận lại vô cùng đó. Em kêu hắn là chị chiều mẹ mà chiều nội chị nữa đó. Mẹ em làm luôn đi. Nhưng mà họ lại bực mình á. Không mà nói giỡn chứ khi mình nằm xuống mà cái người chịu đau không được họ bực chịu không nổi thiệt á. Kiểu như cái sức chịu đau họ không được á. Nhưng mà cũng vừa thôi. Nhiều người chi mà. Không, nhiều người quá đáng thiệt luôn. Thẳng nít đồ mình còn chấp nhận được. Như cái bà nhỏ bữa hôm trước chưa nặng. Vui trời. Không có dễ đụng vô mặt cũng đâu. Không có dụ tôi được đâu. Không chính phục được tôi đâu. Chị nói về thuyết phục lắm đầu từ từ rồi họ cũng đi rồi mới nặng. Tôi không có chinh phục được đâu, tôi không có thuyết phục được tôi đâu. Bạn gì á? Bò, trăng, cho cho ít bao nước muối em. Bò đánh như mì lề gì con cũng nữa. Ờ, ý cũng cuốn luôn á. Làm mình cảm thấy khó chịu rồi đó. Thank you.
thuận lợi là mình chiều được. Còn ngày mốt mình đang đi ra người thì phải gặp mấy khách cũng là thôi, là mình không có chiều nổi đâu. Cái bán mà của chị làm lâu đó hả? Không, ông bà ở đến lâu á, ông bà đi về bàn á. Tụi mình bán ở dưới lầu á. Mà chỉ là nằm cánh sống thôi, con thằng thằng con con mà. Chị lúc nằm chị, đau quá, đau quá. Tụi mình cái bán vậy đó kìa, cái bán mà. Cái con nó sống hớ nữa hả? Ừ. Con ở hớ. Nhiều khách dễ thương này, nhiều khách chi mà nó nói gì. Vậy là những kiểu hôm nữa cái con ba con chị sống hứa là hôm nữa là chị không mang đôi đồng phục nữa kìa. Nhưng khi bố là cái tâm lý hẳn đáng thích rồi á. Khó chịu ngay từ đâu luôn. Học viên học viên em bao nhiêu năm rồi không ra nghề chứ rồi. Chắc rứa nhiều cái hơn nhiều. Không, chị đang còn sửa mà chưa kịp sửa nên luôn của chị rồi. Nhiều lúc ở lâu chị làm họ tưởng mình làm ngu ở lại đó. Bữa hôm trước chị đi ra chị làm chị chưa ra nghe đúng không chị? Tức cười chứ sợ. Chị làm mãi thì chị ông ra cho mở tiệm đi chị. Chị chưa mở được em. Đã không có gặp người lâu là phải ứng chị. Em có tiền đó. Đi chuyện thắc mắc mỗi thằng nó thắc mắc luôn. Ông Nhan á, hôm bữa cái ông mà bà này là bà này thì đoán thì ông mà dèo. Ủa Nhan con Lan luôn à? Chưa về mở tiệm luôn à? Không Nhan nữa. Đấy thì có nhiều người họ lại như nhà nữa là họ phù hợp không thể ai chỉ gọi hắn thôi đó vì họ nghĩ hắn làm đầu tiên đó kìa hắn ok nhất đó mà không qua hai người kia đó thôi. Còn cái khách của em hồi sang của em á em hỏi chị Giang Thành em chị nhà hoặc là em chọn chị nhà tại vì em thấy chị nhà làm đây lâu rồi làm về từng bánh chưa chắc lâu lần hả chị Loan đi xong rồi về và tè lè tè lừa luôn đó hả. Sao đã sau đấy mà đâu cho ai làm nữa đâu. Mở mở thôi. Họ kiểu họ tin tưởng á. Niềm tin đặt nhầm chỗ thôi. Ghê quá à. Chị cũng chơi được hết. Em có lái TikTok và có nhiều người theo dõi không biết. Bay lên mặt luôn. Má cái mặt luôn. Alo. Dạ alo. Chị nghe. Dạ chị lo ý là cho em hỏi là mình nặng mụn là bao nhiêu tiền đó? Nặng mụn bình thường 150 em. Có mấy bước gì đó? Thì combo bình thường có đắp mặt đồ nữa đó em. Thank you.
Khánh mà bên cái ô trống á để